Em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo leo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trọn đời, trọn một đời mình đến.
bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Cháu quay lên đi. Hả? Để cháu quay đi. Hả? Cháu quay lên đi. Ông đứng đấy. Ừ đây. Tôi là bố của cháu Hoàng. Xin vui lời động viên chúc cháu mạnh khỏe. Chúc các cụ và ông bà bác năm nay sức khỏe. Chúng tôi đây thì cũng do điều kiện thời tiết và của đại diện chủ quyền cho chúng tôi và cha bác của cháu và các anh chị của cháu để lễ này để tôi xin giới thiệu tôi đây là vợ tôi là mẹ cháu Hải, hai là có anh trai và chị dâu là mẹ của cháu Hải và có vợ chồng chú em trai và chú của chú Hải và các anh chị em và vâng để tham gia dự lễ này xin cháu. Chung một đường kẻ trước người sau,
chàng lặng đi theo nàng hám vu vơ mấy câu nhà tây. Nàng lắm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mũi dạ lý thật thơm. Khi đêm sang đầm đầm đông đường, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắm khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Lá thư hai hôm sau mới dám đưa thư. Nàng nhận nhân nàng mình, nhớ khi xưa còn thơ, tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng nước mắt. Cháu Hương sẽ được về làm dâu gia đình nhà cha chúng tôi. Lấy thay mặt cho gia đình nhà cha xin chào cảm ơn bà luôn. Hai bà không đến thì vào rồi. Được mà hai bà. Cảm ơn các bà, cùng các bà. Sau lễ hỏi này giờ thì cũng như thống nhất của hai gia đình, chúng tôi sẽ đành tổ chức làm có cái lễ để xin tổ chức cho cháu. Thì như lịch chúng ta đã thống nhất. Thì dự kiến chúng tôi và gia đình đã bàn là ngày 25 tháng 4 này chúng tôi sẽ chính thức tổ chức cưới cho hai cháu. Thời gian là từ 8 giờ đến 12 giờ chính là ngày 25. 9 giờ chúng tôi có mặt đây để xin phép là hái cho tôi được đón dâu. Và đến 10 giờ kém tôi xin đón dâu cho gia đình. Ngày làm tổ chức tại gia đình chúng tôi sau 11 giờ thì chúng ta mời cả trai và gái ra hội trường để sinh hoạt hội trường để chúc phúc cho hai cháu. Xin và các cụ cái lịch thời gian chúng tôi xin để đến nhiều mãi. Vâng ạ, tôi thay mặt cho nhà gái xin báo cáo các cụ cái đại lễ này là bên nhà gái thì trao cho nhà trai và nhà trai hỗ trợ cái việc này cho nhà gái. Xin cảm ơn các cụ công các bà và xin hết. Tôi dấp bên bờ sông đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hám vu vơ mấy câu nhà tình. Nàng lặng như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen.
hai bên lo việc trăm năm hạnh phúc cho các cháu, thì gọi là của hai bác có một tí tặng phẩm để chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Khi đêm sang đông đóm đông đường, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm? Đêm suy tư thao thức đêm mơ, chàng bệnh viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư. Nàng nhận những nam hình. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng câm. Nước mắt tôi rớt bên bờ sông, đã không như là mơ. Nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngờ, đã không như là mơ. Nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngờ, đã không như là mơ. Nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngờ.
nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Quý vị đã trao tặng và chúc mừng cho gia đình, cho hạnh phúc tương lai của cô dâu Thu Hương. Thưa quý vị thân mến, để bày tỏ lòng cảm ơn đến sự diện của quý vị trong không gian mơ ước, trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc này, thì ngay bây giờ, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình ông Thi và bà Năng sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính. Vâng ạ, kính thưa các cụ, ông, các bà, toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý ủy ban hành chính xã và được sự nhất trí của hai gia đình cháu Hương và cháu Hải. Hôm nay tôi thay mặt để cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn mạnh khỏe. Chúc các cụ ngon miệng. Xin hết ạ. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chung mình.
giàu hiền. Ô ngộ thấy có con lợn quay xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trong buồn cười, ra mà xem mới thấy ra cả niềm vui. Yeah.
sẽ về thăm thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, yên bóng hàng câu xanh rạc rào. Bên giàn tiền đi bên khóm mai, ngày xuân nắng hạ cùng em mặn mà. Có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương ngao bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nỗi ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài. Lòng không phù lòng, anh luôn trong mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi vui trầu cây và hỏi buồn câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bén lén bên em, một dàn đầy hoa tiễn ly êm đềm. Có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng tay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mai cũng mừng gặp mai cũng chào. Lòng không phù lòng, anh luôn trong mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi vui trầu cây và hỏi buồn câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mai cũng mừng gặp mai cũng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết bao. Gặp mai cũng mừng, gặp mai cũng cho bạn anh, anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơi, trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hòa nhạc, bao đau thương khô lụy trần gian anh gom vào mây, bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi, bình cơn anh một tay bút thần anh tô hoa tranh, đem sức trai xây đền đài gắn vóc cho ngày mai. Thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian, không lọc lừa, không đắn đo, không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thăm tình, trên chuyến xe tóc thành tình yêu. Em không sao đi tìm cho ra ai bằng anh, trong muôn đêm trong vạn ngày đóng sang tây nào ai, anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây đang đầu an, không bên tây bên tàu mà trên quê hương Việt Nam, anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Thấy em xinh đã lại cần nói chuyện, được một lúc nhìn em cũng có duyên, và anh muốn tụi mình phải kết duyên. Hoa anh không xinh mà anh cũng không giàu, anh Việt Nam chứ không phải Tây Tàu. Hey. Anh chỉ biết cái trong thủy và có duyên, nếu đồng ý anh xin mời cứ liền. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh, anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơi, trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hòa nhạc. Đau thương khô lụy trần gian anh gom vào mây, bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi, bình cơn anh một tay bút thần anh tô hoa tranh, đem sức trai xây đền đài gắn vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian, không lọc lừa, không đắn đo, không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thân tình, trên chuyến xe tóc thành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh, trong muôn đêm trong vạn ngày đống sang tay nào ai, Attila chào thua nói gì ô tô đừng mong, anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Nên suy cho cùng thì anh đây number one, không bên tây bên tàu mà trên quê hương Việt Nam, anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Anh đây number one, anh đây number one.
vàng cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người. Dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới. Bên yên lành suối mái trèo bơi. Bên thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta đêm nay vui quá. Rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chất man dày đâu che khăn lịch. Đôi môi hồng nhuyễn cười thương. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về buồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa. Cây trái nở hoa có em về trăng sáng đời ta. Cô dâu thì chú rể có hồi hộp, có lo lắng gì không? Có. Vâng ạ, à, chắc là phải vui mừng chứ hạnh phúc lại lo à? Vâng ạ. À. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy chú rể Mạnh Hải có đẹp trai, có phong độ không ạ? Có đẹp trai không ạ? Và lúc này anh đã sẵn sàng vào phòng lo để đón cô dâu chưa? Sẵn rồi ạ. Vâng, chú rể đã sẵn sàng, xin quý vị dành một tràng thật lớn nhé. Và sau khi làm công tác tạo đàn. Vâng ạ, vào ngày lúc này thì Đức Thánh xin được làm niềm vui cho
phố của Sơn Tây. Vâng ạ, mời chúng ta mời quý vị lời cảm ơn, xin mời bác sĩ. Kính thưa tất cả các cụ, các ông bác bà và toàn thể thanh niên năm mới, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Cháu có lời cảm ơn tất cả các cụ, các ông bà và toàn thể thanh niên năm mới hôm nay. Cháu tay mặt của nhà trai có nhiều gái. Cháu có một lời nhắn nhủ gửi con gái cho các cụ, các ông bác bà. Con cháu có khôn của dạy ít, dạy dạy nhiều. Cháu xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông bác bà. Và gia đình của họ nhà trai có một cái lễ tổ, và có một cái phong bì. Cháu cho hai con để làm bố. Cháu xin trao cho hai con ạ. Vâng, và chiếc chén rửa bố để trao cho một con rể của mình, đúng không ạ? Đây trao cho một con gái của mình ạ. Cảm ơn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng nhìn đúng quay luôn ạ. Và xin mời được quay ạ. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin mời. Đúng là hôm nay sáng tổ vang trời, bố mẹ tặng hai đứa lời lời vàng son. Dặn cho hiền để thảo nghe con, có công cha mẹ sấm lòng tối kề. Tôi chúc bà nhỏ tấm lòng son, bố mẹ tặng bà để nuôi con sau này. Nếu sinh một gái, một trai, đưa lại thành tài, bố mẹ vui. Vâng, và xin cảm ơn món quà của bố mẹ. Và lúc này bố mẹ có thể trở về các bồn cho bố cha. Về bên mới, bên hiền lành suối mái trèo vời, bên thành bình ta sống thành thời. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, trên màn rơi đâu che khăn, đôi môi hồng mềm tươi tươi ta. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng. Rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi họ quan ơi họ quan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về muộn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa, dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ dâm mừng ông bà đại diện chúng ta hôm nay. Hôm nay đã được sự thống nhất của hai gia đình và đã đến giờ để chúng tôi xin phép được đón dâu, về làm dâu gia đình và tổ chức tại tiệc cưới. Xin kính mời các cô các bà đại diện cho đàn gái gia đình để đưa cháu về chỗ cô hai của cháu. Và trong quá trình đi thì chúng tôi cũng tức là để đưa cháu về các luôn gia viên, thì đề nghị ông trai mình cho nhà gái sẽ về đại diện về chỗ nhà cháu ở để các luôn, còn mà không các bà thì về chỗ hoa anh có để làm chú tổ cháu. Xin các bà tốt, coi như là tôi xin trao cháu Hương cho bên họ nhà trai để chúc các cụ mạnh khỏe. Cầu che
tình tình tang cầu tre tang tình 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 rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Qua lấy chồng làng bên nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền lòng cầu như đôi cánh chim hiền chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên lòng mong mãi cho dù sông cạn đá mòn chỉ cầu kia muốn kia vẫn còn ngày đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng ở bên ấy thương em là em ở bên này cầu tre tích tích tinh tang cầu tre tang tình 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 rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Chúng ta hãy dừng tới hai bên gia đình.
của trung tâm sự kiện Hồ Hoàn Kiếm. Với một không gian thiên nhiên, một phòng tiệc này thì chúng tôi nghĩ rằng nơi đây là nơi xứng đáng để chúc mừng cho lễ cưới của hai bạn trẻ. Và lời đầu tiên chúng tôi muốn gửi với tất cả quý vị đó chính là một lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị chúng ta có một bữa tiệc thật sự ngon miệng. Quý vị thân mến, để nói về tình yêu thì có rất nhiều điều để nói về những gì đẹp nhất cho niềm vui, niềm hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì gia đình của chúng tôi là những người thật sự hạnh phúc khi mà được tổ chức một buổi lễ cưới trang trọng với sự hiện diện của tất cả các quý vị. Đó chính là những người thân trong gia đình, những người bạn bè, những người đồng nghiệp đã có mặt tại đây để chúc mừng cho hai bạn trẻ với những tình cảm thân thương nhất mà tất cả quý vị chúng ta gửi tới để chúc mừng cho gia đình, đặc biệt chúc mừng hai bạn trẻ. Và để thể hiện sự trân trọng đối với tất cả các quý vị, chúng tôi cũng những người làm chương trình cũng rất mong muốn thể hiện một sự trân trọng đến với những người cha người mẹ, những người luôn yêu thương, giúp đỡ và ủng hộ cô dâu chú rể trong câu chuyện tình yêu của hai bạn. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta đi làm sẽ cùng hướng ra phía cửa tròn tiền và cùng chào đón sự hiện diện của hai bên bố mẹ cô dâu chú rể. Trời rồi mẫn đưa tân rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình vẫn ngút ngàn anh. Thưa quý vị, sự hiện diện của ông bà thân sinh ra chú rể, ông Trần Văn Quý và bà Đặng Thị Lan. Mời ông bà tiến lên một bước và trình diện các quý vị trong ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến với toàn thể quý vị có sự hiện diện của ông bà thân sinh ra cô dâu, ông Đặng Đình Thi và bà Nguyễn Thị Năng. Mời ông bà tiến lên một bước và trình diện các vị khách quý. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, với một buổi lễ trang trọng thì chúng tôi đã dành một khoảng thời gian đầu tiên để tôn vinh những người cha người mẹ với những giây phút thật sự có ý nghĩa và sâu lắng. Còn ngay bây giờ thì có lẽ quý vị và chúng tôi cũng như những ai đang đứng tại sân khấu rất nóng lòng để chào đón cô dâu và chú rể. Bởi ngày hôm nay họ là hai nhân vật chính, là hai người sẽ được sự ủng hộ nhiều nhất của tất cả mọi người. Và bây giờ chúng tôi xin quý vị một lần nữa hãy cùng hướng ra phía cửa phòng tiệc của chúng ta, hãy cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Đó chính là Mạnh Hải và Thu Hương. Lo gì thời gian, mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Quý sẽ tiến lên phía trước có đôi lời phát biểu đại diện cho hai bên gia đình. Xin kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ, được sự nhất trí thống nhất của hai gia đình và tìm hiểu của hai cháu, hôm nay hai gia đình chúng tôi tiến hành tổ chức lễ kết hôn cho cháu Hải và cháu Hương. Lần đầu tiên thay mặt cho gia đình hai họ xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu. Kính thưa quý ông quý bà, trong buổi tiệc hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc để dự tân hôn cho hai cháu. Xin kính mời các bà vui dự tiệc với cháu và chúc với cháu. Một nữa thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn ạ. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới đại diện của hai bên gia đình đã có những lời phát biểu rất chân thành xin được gửi tới toàn thể quý vị. Và những lời phát biểu này cũng đã giúp cho buổi lễ cưới của trung tâm sự kiện Ông Hai chúng tôi trở nên trang trọng hơn. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu. Chúng ta tiếp tục đồng hành với những giây phút dành riêng cho hai bạn trẻ. Cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cùng tiến lên một bước và sau đây thì chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi lễ trang thân cưới. Chiếc nhẫn cưới là một kỷ vật thiêng liêng, nó sẽ đi cùng năm tháng với cô dâu và chú rể. Nó sẽ chứng kiến một cuộc đời hạnh phúc, chứng kiến những giây phút thật sự có những ý nghĩa đối với hai bạn. Bây giờ đây thì cô dâu và chú rể họ trao cho nhau chiếc nhẫn để khẳng định rằng từ buổi lễ ngày hôm nay họ đã chính thức là vợ chồng trước sự chứng kiến của tất cả các quý vị. Với chúng tôi, với quý vị thì chúng ta không tiếc gì những tình cảm, sự yêu thương và chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay thật lớn. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu nắp trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan duyên tình. Đôi mình
nghĩ cứ hỏi vậy luôn đi. Mơ vợ chút xíu đã giận rồi, thì khi nào đám cưới thiệt hai đứa mình em mới đẹp được chứ. Ừ, cũng đúng ha. Tới lúc đó em trang điểm nè, em mặc áo dài nè, rồi em đội cái vòng hoa của anh lên thì em mới đẹp được. Anh, khi nào anh cưới em vợ? Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đi sang nhà dặn tiếng pháo vui, theo chiều hoa có đôi phụ rể nghe. Còn trong đời Tân Ly đi ạ. Quý vị thân mến, gia đình của chúng tôi Tân Ly rồi. Và bây giờ thì quý vị hãy đồng hành với chương trình. Quý vị vui lòng hãy cùng nâng Tân Ly của mình lên và hãy cùng chúng tôi bắt nhịp 1, 2, 3. Quý vị hãy chúc mừng một tiếng thật lớn nhé, để không gian của chúng ta thật sự sôi động. Quý vị cũng có một bữa tiệc thật sự hoa miệng, và chúng ta cũng thay cho một lời chúc mừng gia đình của chúng tôi. Xin hỏi tất cả quý vị đã sẵn sàng để chúc mừng chưa? Quý vị sẵn sàng rồi đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và bây giờ MC Quang Huy xin phép 1, 2, 3 chúc mừng. Chúc mừng quý vị cùng cả Ly. Và quý vị thân mến, đây là sân khấu của chúng tôi. Bây giờ đây thật sự đẹp với bông pháo hoa cho buổi lễ. Đây thay cho lời kết của chương trình nghi lễ, mà một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn trân trọng đến với toàn thể quý vị. Với sự hiện diện đông đủ này thì buổi lễ của chúng tôi thành công tốt đẹp. Với gia đình với hai bạn trẻ, chúng tôi không quên một lần nữa chúc gia đình và hai bạn hãy đón nhận những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hãy luôn nở những nụ cười trên môi để cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xuống từng bàn tiệc để cùng nâng ly, để cùng cảm ơn các quý khách có mặt tại đây. Xin mời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Chiều trời đầy đó bông phương, đưa đầu nón giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, đông thì chưa sang. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, những nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Thầy có thấy rằng là cứ mùa xuân là cứ rủ nhau cưới với yêu không? Tại mà... sao? Tại vì đông đúng không? Đông lạnh mà mọi cái nó đều chậm chạm, nó đều nguội lại hết. Mà khi mùa xuân nó ấm áp lại, người ta rạo rực hơn là phải yêu nhau, phải cưới thôi. Với lại là từng bây giờ Thành có để ý là dạo gần đây cứ mùa Valentine á, lúc nào nó cũng dính tới những cái ngày gần lễ Tết. Thành ra là nó cũng trở thành một cái mùa tất yếu, là mùa tình yêu với tất cả mọi người luôn á. Tại vì nó nằm ở tháng 2 mà đúng không? Mà thường tháng 2 ở trên thì ở dưới nó mới là tháng giêng, thì mới là Tết của nguyên đáng của mình. Thì mỗi năm á là chúng ta ăn Tết nguyên đáng xong là chúng có ta... Valentine ngay. Đúng rồi, nhưng năm nay ngược lại chút xíu. Năm nay đón Valentine trước, rồi ngày 19 tháng 2 mới tới Tết nguyên đáng. Vậy là năm nay sẽ có rất là nhiều người Valentine mà không ở gần nhau, bởi vì nhiều người phải về quê ăn Tết cho nên là phải chia tay nhau đó. Chết rồi. Làm sao bây giờ đây? Có cái gì không mà làm sao bây giờ? Không, mình tính cho mọi người thôi. À vậy đó ha, nhiệt tình quá đáng rồi đó nha. Thưa quý vị, bây giờ để quay trở lại với chương trình thì để tính cho Hà Hồ này an tâm là
Valentine mà quý vị không có ở gần bên nhau á thì mình nghe nhạc để mình cảm thấy là yêu nhau cũng đỡ hơn, đỡ nhớ nhau hơn, đúng không ạ? Và sẽ có hai cặp đôi này hiện nay họ đang ở ngoài đời, họ là những cặp đôi rất đẹp của showbiz, họ là những cặp đôi đang yêu nhau và họ đều là những ca sĩ mà quý vị yêu mến rất là nhiều. Đó là Đồng Nhi, ông Cao Thắng cùng với Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bài mashup với hai bài mùa xuân cực kỳ nồng nàn, đó là Bên Em Mùa Xuân và Xuân Bên Anh. Mười ngón tay tô hồng nét môi.